Nghi phạm Thomas Michael Crooks đã nghiên cứu vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy trước khi tấn công cựu Tổng thống Donald Trump. Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết, kiểm tra máy tính của Crooks cho thấy hắn bắt đầu nghiên cứu về vụ ám sát Kennedy vào ngày 6 tháng 7, cùng ngày đăng ký tham dự cuộc vận động của ông Trump. Crooks tìm kiếm trên Google cụm từ Oswald cách Kennedy bao xa. Theo ông Gray, nghi phạm không liên lạc với đồng phạm và cũng tìm kiếm thông tin về nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Crooks đến địa điểm ở Butler 3 lần và điều khiển máy bay không người lái quanh khu vực chỉ 2 giờ trước khi ông Trump diễn thuyết. Đảng Cộng Hòa chỉ trích cơ quan mật vụ Mỹ vì không kiểm soát được vị trí trên nóc tòa nhà mà Crooks chọn cách sân khấu 150m. Giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Kimberly Chittle từ chức hôm 22 tháng 7 sau khi nhận trách nhiệm về thất bại nghiêm trọng này. Các quan chức khuyến khích nhóm của ông Trump tránh tổ chức ngoài trời và tìm kiếm địa điểm trong nhà dù tốn kém và có sức chứa ít hơn.